Mở đầu bản tin nông nghiệp 24 giờ ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật những tin tức mới nhất về cơn bão số 5 trên biển Đông, bão Côn Sơn. Hiện thì bão đã giảm cấp và giữ nguyên hướng di chuyển, đã có những ảnh hưởng ban đầu đến các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh trên diện rộng. Chiều nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 1 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 5 ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định và Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to. Theo dự báo, thì bão số 5 hiện đang cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng hơn 100 km. Trước những diễn biến khó lường của cơn bão đầu mùa, ngư dân huyện đảo Lý Sơn đã hối hả đưa tàu thuyền lồng bè vào bờ để tránh bão nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mà bão đổ bộ. Lý Sơn là huyện đảo đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng của bão số 5. Vì vậy mà công tác bảo vệ tàu thuyền lồng bè trên biển được triển khai khẩn trương. Hiện hơn 400 tàu thuyền đã vào cảng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Ngoài những tàu đánh bắt cá xa bờ, hàng chục tàu cá hành nghề ra khơi từ chiều tối qua cũng đã kịp vào bờ tiêu thụ hải sản để tránh bão số 5. Sau khi di chuyển tàu thuyền vào bờ, ngư dân đã khẩn trương neo buộc đảm bảo an toàn để tránh bão. Nghe tin bố là mình đã chạy về, là bắt đầu là mình vô trong cốt là mình đã chuẩn bị neo nạp cho nó bố đốm. 51 lồng bè với giá trị hàng trăm tỷ đồng nằm ở phía tây cảng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn cũng được ngư dân đưa vào cảng neo đậu. Rút kinh nghiệm các cơn bão trước, ngư dân không đưa lồng bè vào sâu bên trong cảng nhằm tránh tình trạng cá chết hàng loạt vì nguồn nước ô nhiễm. Bố thì diễn biến phức tạp, mình không biết như thế nào. Bà con hào hết đội xuống của bà con trên đó đều là ở trên biển, nên bà con đưa lồng bè tàu thuyền vào ô tránh bố. Với hướng di chuyển khó lường nên lực lượng bộ đội biên phòng Lý Sơn liên tục cho cano nỗ lực kêu gọi ngư dân sắp xếp chằng néo các phương tiện tàu cá, lồng bè tại cảng để hạn chế va đập. Hiện Lý Sơn cũng đã liên lạc được 22 phương tiện với 304 lao động đang hoạt động trên biển, hầu hết không có phương tiện hoạt động vùng nguy hiểm. Các phương tiện ở ngoài tỉnh xin vào địa phương tránh trú bão thì là phối hợp với địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch cho ngư dân tập trung ở trên tàu, không được lên bờ. Khi có tình huống thời tiết xấu buộc phải rời tàu thì sẽ tham mưu là cho di chuyển ngư dân vào ngoài địa bàn, vào các nơi sơ tán tập trung. Theo dự báo, bão số 5 là cơn bão đầu mùa rất nguy hiểm, khả năng bão không đổ bộ trực tiếp nhưng sẽ gây mưa to, gió giật mạnh lên đến cấp 11, giật cấp 13 khi áp sát vùng biển Quảng Ngãi. Vùng biển Lý Sơn có khả năng cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao hơn 2 mét. Còn tại tỉnh Quảng Trị, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ trên các phương tiện thông tin. Ngoài ra, thì địa phương cũng đã tiến hành các phương án chạy đua chống bão nhằm giảm thiệt hại. Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này, hiện vẫn còn 20% diện tích lúa hè thu chưa chín tới nên chưa được thu hoạch với tổng diện tích hơn 5.500 ha. Các địa phương đã huy động nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, có 2.295 chiếc tàu cá của địa phương đã vào bờ neo đậu an toàn. Ngoài ra có 63 tàu với 417 người là tàu thuyền ngoại tỉnh và tránh bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với Ban Quản lý Cảng Cá và lực lượng chức năng tại các chốt liên ngành đã tiến hành kiểm tra y tế test nhanh đối với các thuyền viên trên các tàu ngoại tỉnh theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương ban ngành bàn cách chống bão số 5. Trong đó thì Quảng Trị cũng đã chuẩn bị nhiều những phương án để di dời dân trong điều kiện từng cấp độ của bão, từng cấp độ của lũ. Để tìm hiểu rõ hơn về công tác phòng chống bão ở Quảng Trị trong bối cảnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã có kết nối với ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Xin chào ông ạ. Thưa ông, là giữa tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến khá phức tạp thì tỉnh Quảng Trị có những cái giải pháp gì vừa có thể đảm bảo được chống dịch cũng như là đảm bảo được tính mạng và của cải của bà con khi mà cơn bão số 5 đổ bộ ạ? Vâng, cái tình hình bão số 5 đổ bộ vào miền Trung, trong đó có Quảng Trị, thì tỉnh Quảng Trị đã lên cái kịch bản để mà di dời sơ tán dân ở cái vùng các cái huyện ven biển cũng như các cái huyện miền núi có nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là những cái vùng ngập lụt, ngập úng và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, thì chúng tôi đã cho các cái lực lượng chức năng về cùng với chính quyền địa phương ra soát lại những cái trụ sở, những cái công sở, những cái cơ sở vật chất mà có cái điều kiện để sửa sang nâng cấp và làm tốt cái công tác vệ sinh dịch tễ. Đồng thời bên cạnh đó thì cùng cách ly nhà với nhà những cái nhà dân mà có cái điều kiện kiên cố mà không ảnh hưởng nguy cơ thì động viên để hỗ trợ chia sẻ với những cái người dân ở cái vùng có cái nguy cơ để đảm bảo cái giãn cách xã hội, không tập trung quá đông ở một nơi, và những cái vùng mà cách ly tập trung đông người thì kể cả cái công tác hậu cần cũng phải đảm bảo về là nhu yếu phẩm cũng như thuốc men, về tài sản của những cái tàu thuyền đi là cách ly tránh trụ bão cũng như người dân đi di dời thì phải ngoài cái 4 tại chỗ để phòng chống thiên tai thì thêm một cái tại chỗ nữa là 5 tại chỗ là các cái lực lượng chức năng, dân phòng cũng như các cái cơ quan ban ngành phối hợp hỗ trợ hướng dẫn để tổ chức từ quan tại chỗ cho những người đi cách ly và tránh trụ bão được yên tâm về tài sản của mình. Riêng với diện tích lúa hè thu thì tỉnh Quảng Trị đã có những phương án như thế nào trong những ngày này ạ? Vâng, đến thời điểm này thì tỉnh Quảng Trị đã thu hoạch được khoảng 80% diện tích lúa và các cái loại cây trồng khác, nhưng mà còn khoảng gần 5.000 hecta. Thì trong mấy ngày qua tỉnh Quảng Trị đã huy động cái lực lượng và máy móc thiết bị của các cái nơi đã thu hoạch xong dồn lực cho những cái vùng trũng, vùng thấp với cái phương châm xanh nhà hơn già đồng để hỗ trợ cho các cái địa phương còn cái diện tích mà có cái nguy cơ ngập lụt trong những cái ngày mà đã nhận được cái thông tin bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền miền Trung, trong đó có Quảng Trị. Ngoài ra chúng tôi cũng huy động cái lực lượng vũ trang, các cái đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia hỗ trợ cho người dân thu hoạch một cách nhanh nhất và đảm bảo cái tài sản của người dân không bị thất thoát và lãng phí do mưa lũ gây ra. Vâng, sau khi mà cơn bão đi qua thì Quảng Trị có những cái giải pháp gì để có thể ổn định được cuộc sống cho bà con khi mà bà con đang chịu ảnh hưởng kép của cả dịch bệnh lẫn bão ạ? Vâng, cái kế hoạch khi mà bão đi qua ổn định được cái tình hình thì trước hết là cái số thuyền viên, các tàu thuyền của các cái tỉnh bạn vào tránh trú bão trên địa bàn thì phải dùng xe chuyên dụng đưa về lại lên tàu và hướng dẫn cho họ trở về an toàn và kiểm tra cách ly y tế, và trong quá trình cách ly có chấp hành tốt không, có những cái dấu hiệu gì thì phải truy vết để đảm bảo cái an toàn trong cái dịch bệnh, cũng như hỗ trợ thêm cái điều kiện về lương thực thực phẩm cho các cái tàu thuyền này để họ đảm bảo cái điều kiện sinh hoạt trong cái thời gian lưu trú tại Quảng Trị. Đối với những cái vùng các cái hộ dân được đưa đi sơ tán thì khi trở về lại nơi ở thì tiến hành vệ sinh dịch tễ cũng như kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn cho bà con thực hiện tốt cái vấn đề về phòng chống dịch COVID-19. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Hà Sĩ Đồng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình ứng phó với cơn bão số 5. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 với phần trình bày của biên tập viên Huy Hoàng.